Chào các bạn. Hôm nay sáng ngày Chủ nhật 3 tây tháng 1 năm 2021. Đây là trái khổ qua trắng. Chút xíu nữa tôi hái. Khổ qua trắng này nè. Vì lai rồi cho nên nó không được trắng luôn. Nhưng mà con cái là chất lượng của nó tốt lắm. Cái vỏ nó dày cơm lắm, tôi thích cái này nè. Mình dồn cá, dồn thịt vô thì nó đẹp mắt lắm. Đây trái khổ qua trắng. Qua trắng. Đây trái khổ qua xanh. Trái khổ qua trắng. Khổ trần, khổ qua xanh nè, chút hái nè. Đây, trái này bắt đầu chín vàng rồi nè. Cái này cái xanh. Nó cái này bự lắm, cái này khoảng 250 gram. Rồi tôi hái được 4 trái, nay 4 trái ở nhà đủ ăn rồi. Giới thiệu các bạn ha, trái khổ qua màu trắng nè, thấy không? Màu trắng nè, cái cơm nó dày hơn. Còn có qua, có khổ qua này, qua xanh nè, thấy không? Cơm mỏng hơn. Nên tôi cắt ra cho các bạn xem ha. Đây. Đây, đây trái khổ qua xanh và khổ qua trắng. Khổ qua trắng là cái cơm nè, lúc nào cũng dày hơn nè, cái cơm của nó nè. Còn thấy không? À, mình dùng thịt nhìn nó đẹp mắt lắm. Còn khổ qua xanh nè, cơm nó mỏng hơn nè, phân biệt không? Đó, phân biệt không? Đó, đây nè, cơm của nó nè, đó, đây nè, đó, cơm này mình để gần vô cái cơm này nè, cái cơm mỏng hơn thấy không? Cơm này dày hơn thấy không? Đó, trái quả bự không? Bự quá bự luôn. Đó. Chào các bạn nha, chúc các bạn ngày mới nha, dồi dào sức khỏe nha. Chào.